Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Sau đây mời các bạn đón xem. Tử Vi tuổi kỷ mùi 1979 năm 2021, 6 tháng cuối năm vận may liên tiếp ùn ùn kéo tới giàu như vũ bão. Tuổi mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh, Đặc biệt, họ thông minh sắc xảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Người tuổi kỳ mùi cũng vậy, họ là những người khéo léo trong giao tiếp và có khả năng trong việc thuyết phục người khác. Tính tình của họ rất thẳng thắn, hài hòa, cởi mở với những người xung quanh. Họ thường sống nội tâm, ít khi chia sẻ những bí mật của mình cho người khác đặc biệt là những chuyện về tình cảm. Ngày hôm nay Phong Thủy Lộc Tài xin chia sẻ quý vị và các bạn về tử vi cô chú tuổi kỳ mùi sinh năm 1979. Ở video này chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết tuổi kỷ mùi trong 6 tháng cuối năm 2021. Vận trình của tuổi kỷ mùi trong từng tháng và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm tân sửu để quý vị và các bạn có một năm mới bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. 1. Tổng quan tử vi tuổi kỷ mùi trong 6 tháng cuối năm 2021 Tử vi nửa cuối năm 2021 cho thấy, những cô chú tuổi kỷ mùi do đối mặt với sung thái tuế nên vận trình không được suôn sẻ thuận lợi cho lắm. Dù ít hay nhiều thì cô chú cũng sẽ đụng phải chuyện không như ý, khiến kế hoạch đề ra không được thực hiện hoặc tiến hành chạch hướng với mong muốn ban đầu. Trong thời gian mưu sự của cô chú cũng khó thành, dễ lâm vào tình trạng bế tắc. Thực ra nguyên nhân chính bởi sự tự tin thái quá và có phần độc đoán của cô chú tuổi kỷ mùi. Chỉ vì cô chú tin những gì mình nghĩ nên kế hoạch cứ mãi quẩn quanh, không có sự đột phá. Không những vậy, sức khỏe của cô chú trong thời điểm này cũng có dấu hiệu sụt giảm khá rõ. Đặc biệt người xưa thường nói mỗi năm khi tương trùng cùng với sao thái tuế thì con giáp đó ắt có những khó khăn không thể tránh khỏi. Trong năm phạm thái tuế, gia chủ dễ gặp phải nhiều điều bất thuận, công việc khó khăn, sức khỏe suy kém, tình cảm lận đận, tiền bạc tổn hao, vì vậy để có thể hóa giải thầy ra cát khuyên cô chú hãy mang bên mình một thẻ kim bài thái tuế. Kim bài Thái Tuế có hai mặt, mặt trước in hình hai vị thần cai quản và niên hiệu của năm đó, mặt sau có in lệnh phủ Thái Tuế của năm kèm theo những tuổi bị phạm Thái Tuế. Kim bài sẽ nghênh đón quý thần hóa giải vận hạn, hung tinh, từ đó cô chú có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển trong năm 2021. 2. Vận trình của người tuổi kỳ mùi trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận, công việc sự nghiệp của cô chủ tuổi kỳ mùi trong nửa cuối năm sẽ trải qua không ít biến động nguy cơ thất bại khá cao nếu tiếp tục duy trì tư duy bảo thủ không biết tiếp thu góp ý và gợi ý từ người khác hơn nữa có những thời điểm cô chú sẽ thấy mất động lực làm việc khá tùy hứng thiếu tập trung nên mọi việc chỉ hoàn thành được nửa vời hoặc làm qua loa cho xong trong thời gian này cô chú rất cần sự kỷ luật hay một khuôn phép quy tắc sẵn có để ép bản thân đi đúng hướng nếu không sai sót có thể xảy ra ngay từ đầu cô chú sẽ mãi trượt dài trong thất bại cô chú cần học cách tiết chế và đổi mới bản thân càng sớm càng có lợi ngoài ra cô chú tuổi kỷ mùi hãy mang theo bên mình pháp khí của nhà phật bát bảo tâm kinh pháp khí sẽ giúp cô chú xua đuổi những hung tinh và vận hạn xấu ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn đồng thời pháp khí sẽ chiêu tài lộc tăng may mắn và chiêu mời quý nhân tương trợ giúp sự nghiệp việc kinh doanh đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ hơn Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Xem tử vi của cô chú tuổi kỷ mùi 6 tháng cuối năm 2021 cho thấy đường tài lộc của cô chú không quá lý tưởng trong năm tân sửu này. Cô chú thường xuyên mất tiền cho những mục đích không thật sự cần thiết. Ví dụ như mua sắm theo tâm trạng rất dễ dẫn đến việc vung tiền quá chán, tài khí khó tụ, việc làm giàu cũng bị cản trở theo. Ngoài ra, cô chú cũng nên đề phòng khi tham gia vào các dự án bất động sản hoặc đầu tư vào bất động sản theo người khác việc thiếu bình tĩnh và lý trí, có thể khiến cô chú gặp rủi ro tài chính. Cho nên để có thể kích hoạt tài lộc và vận may trong nửa cuối năm 2021, thầy Phong Thủy khuyên cô chú tuổi kỷ mùi hãy mang theo bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí và nghênh đón quý nhân tương trợ cô chú trong công việc, trong làm ăn và kinh doanh. Từ đó mọi việc sẽ được hanh thông, thuận lợi và thành công hơn, áp lực kinh tế sẽ được giảm bớt. Thứ ba, về mặt tình cảm gia đạo tương xung xuất hiện gây ra những trúc trắc nhất định trên đường tình duyên của cô chú tuổi kỷ mùi. Đào hoa ảm đạm, tình cảm đôi lứa vui thì ít, buồn thì nhiều, những cuộc cãi vã vì mâu thuẫn quan điểm xảy ra thường xuyên hơn. Nếu những lúc như vậy mà cô chú vẫn cứ khăng khăng đè cao cái tôi của mình, hành xử bốc đồng và bảo thủ thì đều rất dễ tự tay phá vỡ hạnh phúc của mình. Hơn nữa, các cặp vợ chồng nếu để mâu thuẫn lên đỉnh điểm có thể dẫn tới ly thân, con cái bị ảnh hưởng theo tuy nhiên mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát nếu cô chú chịu nhượng bộ và bao dung nhiều hơn còn nếu đang ở một mình cô chú ít có cơ hội cải thiện tình cảm dễ tỏ ra không có thiện trí trong những cuộc hẹn được giới thiệu thông qua người khác cô chú nên cho bản thân và cũng là cho người khác cơ hội để chăm sóc bầu bạn bên mình đặc biệt để kích hoạt vận đào hoa thầy phong thủy khuyên cô chú tuổi kỷ mùi hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân hợi mão mùi với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân, từ đó hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời giúp những cô chú đang độc thân sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm tân sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử vi có cho thấy, hệ tim mạch của những cô chú tuổi kỷ mùi trong nửa cuối năm tân sửu không được tốt cho lắm. Cô chú cần chú ý khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện và điều trị bệnh cô chú cũng cần đề phòng những nguy hiểm tiềm ẩn ở gan và túi mật đôi khi còn do chấn thương ở xương và cơ thể khi đi xa hoặc bất cẩn trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông. Ngoài ra, cô chú cần chú trọng việc chăm sóc cơ thể tốt hơn, chăm rèn luyện thể thao mới giảm trừ nguy cơ bệnh tật. Đặc biệt hơn nữa đó là cô chú hãy sử dụng pháp khí bát bảo tâm kinh, pháp khí sẽ giúp cô chú xua đuổi hung tinh, hóa giải vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ cô chú tuổi kỷ mùi trong thời gian sắp tới. 3. Hung cát từng tháng trong vận trình 6 tháng cuối năm tân sửu của tuổi kỷ mùi. Thứ nhất tử vi tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch, vận thế của cô chú tuổi kỷ mùi không được thuận lợi như ý muốn. Đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp, dù cô chú luôn cố gắng hết sức mình nhưng vẫn không tránh khỏi những rắc rối bất chợt xảy đến. Có thể kẻ tiểu nhân đang tác oai tác quái, kìm hãm bước phát triển của cô chú cho nên cô chú cần phải tinh tường để nhận ra ai là người thực sự đối tối với mình, ai là kẻ đang ngấm ngầm hãm hại. May mắn phương diện tài lộc trong tháng có những bước phát triển ổn định. Cô chú nên phát triển theo hướng chậm mà chắc chứ không nên vội vàng đầu tư vào những mối có thể thu hồi vốn một cách nhanh chóng. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Cô chú tuổi kỷ mùi sẽ phải làm việc khá vất vả trong tháng 8 âm lịch dù sự nghiệp đã dần ổn định hơn trước. Những khó khăn, Vướng mắc trong khoảng thời gian trước đã được giải quyết phần lớn nên cô chú có thể thả lỏng hơn, không còn quá căng thẳng nữa. Tuy nhiên, sức khỏe lại có dấu hiệu suy giảm, có lẽ đây là lúc cô chú cần buông xuống những gánh nặng và dành thời gian để yêu thương, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Đặc biệt trong thời điểm này, cô chú cũng không nên vội vàng đầu tư, dễ bị kẻ xấu lừa gạt dẫn đến cảnh phá tài. Thứ ba là tử vi tháng 9 âm lịch cô chú tuổi kỷ mùi sẽ phải chịu nhiều áp lực về mặt tinh thần trong khoảng thời gian này đều do cô chú quá hiếu thắng và nóng lòng thể hiện điểm mạnh của bản thân mình nên dễ đẩy chính mình vào những chuyện rắc rối không cần thiết trên phương diện tiền bạc cô chú có thể sẽ phải chi tiêu nhiều cho việc phô trương bản thân trên thực tế cô chú không nhất thiết phải khoe mẽ nếu muốn nhận được sự chú ý của mọi người hãy tự tin là chính mình người khác sẽ bị hấp dẫn bởi chính con người của cô chú Thứ tư là tử vi tháng 10 âm lịch. Đến tháng 10, vận trình của cô chú tuổi kỳ mùi có dấu hiệu ổn định và phát triển rõ ràng hơn trước đó. Cô chú có thể gặp gỡ được quý nhân hoặc người đồng chí hướng, đôi bên sẽ hợp tác để cùng hướng tới một mục tiêu cụ thể. Nhờ có người trợ lực, mọi việc cũng sẽ tiến triển thuận lợi hơn nhiều, tạo động lực để cô chú có thể tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Thứ năm là tử vi tháng 11 âm lịch dù đã bước vào thời điểm cuối năm 2021 nhưng vận trình của cô chú tuổi kỷ mùi vẫn không được thuận lợi như ý muốn. Cục diện tương hại khiến cô chú dễ vướng vào cái bẫy của kẻ tiểu nhân nếu không đủ kinh nghiệm hoặc sự sáng suốt để nhận ra. Mối quan hệ giữa người thân trong gia đình cũng có dấu hiệu xa cách. Cô chú cần chú ý đến chuyện tình cảm nhiều hơn, dù công việc có bận rộn đến mấy thì cũng không nên dồn hết trách nhiệm chăm sóc nhà cửa cho nửa kia của mình may mắn là phương diện tiền bạc không gặp phải vấn đề gì quá lớn, nếu chi tiêu hợp lý thì cô chú vẫn còn tiền để tiết kiệm, phòng biến cố xảy ra. Thứ sáu là tử vi tháng 12 âm lịch. Dưới sự tác động của cục diện tương xung, tháng 12 âm lịch cô chú tuổi kỷ mùi vẫn không được yên ổn. Dù đã cố gắng làm việc nhưng cô chú vẫn luôn phải chịu đựng sự đối nghịch của đồng nghiệp. May mắn tiền bạc có dấu hiệu tăng nhẹ, cô chú có thể nhận được các khoản tiền thưởng cuối năm, song thời điểm này cũng cần phải mua sắm rất nhiều thứ nên có thể khoản tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu. 4. Vận hạn của tuổi kỷ mùi trong vận trình nửa đầu năm 2021 Thứ nhất là sao hạn tuổi kỷ mùi. Chú tuổi kỷ mùi trong 6 tháng cuối năm 2021 bị sao kế đô chiếu mệnh, sao kế đô thường đem lại tai nạn, hao tài tốn của tang khó, bệnh tật, thị phi, đau khổ, buồn giàu, họa vô đơn chí, trong gia đình có việc không may. Cô tuổi kỷ mùi may mắn hơn khi được sao Thái Dương chiếu mệnh. Bởi Thái Dương là phúc tinh, như ánh mặt trời, mang lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng. Khi gặp sao Thái Dương chiếu mạng thì làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 10. Tuy nhiên cô chú cần chú ý đến hạn địa võng trong thời gian này. Hạn địa võng chủ về đi xa bất lợi, gặp hạn này cô chú nên hạn chế xuất hành xa, nhất là vào giờ tuất và ngày tuất. Hạn này còn chủ về chuyện đau buồn, cô chú cẩn thận lời nói kẻo vướng khẩu thiệt bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt. Đồng thời, cô chú cần cẩn trọng trong nội tộc có chuyện tang gia, công việc khó khăn, làm ăn chắc trở phải bỏ giữa chừng. Thứ hai là luận hung cát niên vận 6 tháng đầu năm 2021 theo lá số tử vi cung mệnh của cô chú tuổi kỷ mùi trong thời gian này gồm có các sao đại hao tuế phá thiên hư gây hao tán tiền của cản trở công việc và sức khỏe của cô chú cung tam hợp thì có các sao tăng môn điếu khách lưu hà báo hiệu gia đình có tang chế chuyện phiền muộn cuối cùng là cung sung chiếu gồm có các sao hoa cái thái tuế phá toái tăng lực cản cho công việc làm ăn điểm báo tiểu nhân quấy phá cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại